Ukraine dùng pháo HIMARS tập kích cầu trọng yếu ở tỉnh miền Nam. Quan chức Mỹ nói, những tuần tới là sống còn với Ukraine. Tổng thống Ukraine đề cử tổng công tố tổ mới. Chứng kiến hiệu quả của HIMARS, Ba Lan, các quốc gia vùng Baltic muốn mua vũ khí này để chống lại đe dọa từ Nga. Nga cảnh báo thỏa thuận ngũ cốc với Ukraine sụp đổ. Philippines hủy thỏa thuận mua trực thăng của Nga. Ai có khả năng sẽ kế nhiệm vị trí của ông Dương Khiết Trì và Vương Nghị? Xin kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi mục tin thế giới tối ngày 27 tháng 7 của DKN TV. Sau đây là các nội dung chi tiết. thưa quý vị, quân đội Ukraine hôm nay tuyên bố dùng HIMARS pháo kích cầu Antonovsky. Song quân chức tỉnh Kherson do Nga bổ nhiệm, khẳng định công trình vẫn đứng vững. Anton Heraschenko cố vấn cao cấp của Tổng thống Ukraine ngày 27 tháng 7 thông báo. Pháo phản lực HIMARS một lần nữa dáng đòn mạnh vào một trong hai cây cầu bắc qua sông Dnipro mà đối phương dùng để chuyển lượng lớn quân. Chúng ta hãy hy vọng rằng Lần này, cầu Antonovsky không chịu được sức công phá từ rocket của HIMARS. Quân đội Ukraine cho biết sự kiện diễn ra vào khoảng 1 giờ sáng, đồng thời công bố video với chú thích các vụ nổ ở khu vực cầu Antonovsky. Một số nhân chứng cho biết họ chứng kiến 18 vụ nổ trên cầu Antonovsky. Hệ thống phòng không của Nga dường như không ngăn được vụ tập kích. Cầu Antonovsky bắc qua sông Dnipro có 30 nhịp với tổng chiều dài là 1.366m, rộng 25m, được đưa vào hoạt động năm 1985. Trước khi Liên Xô xây dựng cầu Antonovsky, ô tô có thể qua sông Dnipro bằng tuyến đường đi qua đập nhà máy thủy điện Kakhovskaya, cạnh thành phố Novaya, Kakhovka hoặc bằng phà. Bộ Quốc phòng Anh ngày 20 tháng 7 đánh giá cầu Antonovsky là lỗ hổng quan trọng đối với lực lượng Nga anh nhận định đây là một trong hai điểm duy nhất vượt sông Dnipro trên tuyến đường bộ mà Nga có thể cung cấp hậu cần cho lực lượng ở bờ tây con sông hoặc rút quân khỏi đó. Khu vực này có thành phố Kherson mang ý nghĩa quan trọng về chính trị và biểu tượng đối với Nga. Kiểm soát các tuyến đường vượt qua con sông Dnipro rộng khoảng 1.000m có khả năng trở thành yếu tố then chốt cho kết quả các đợt giao tranh trong tỉnh Kherson. Quân đội Ukraine tuần qua liên tục tập kích cầu Antonovsky nhằm cắt đứt các tuyến đường mà lực lượng Nga có thể dùng để chuyển vũ khí hạng nặng tới tỉnh Kherson. Ngoài cầu Antonovsky, tuyến đường vượt sông Dnipro trên đập tùy điện gần thành phố Novaya, Kakhovka cũng bị Ukraine tập kích. Kính thưa quý vị, Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Hạ viện Mỹ Adam Smith cho rằng Ukraine có thể chỉ còn vài tuần nữa nếu nước này hy vọng giành lại các vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát. Theo Politico, việc mùa đông đang đến gần sẽ biến xung đột Nga-Ukraine trở thành một cuộc chiến tiêu hao chỉ có lợi cho Moscow. Để lật ngược tình thế, Kyiv đã đề nghị phái đoàn Quốc hội Mỹ thúc giục Washington nhanh chóng gửi thêm viện trợ. Ông Adam Smith nói, hãy giúp họ ngay bây giờ, càng nhiều càng tốt, 3 đến 6 tuần tiếp theo sẽ là sống còn. Theo vị dân biểu này, chính phủ Ukraine sẵn sàng ký kết thỏa thuận hòa bình với Moscow, nhưng vẫn muốn lấy lại các vùng lãnh thổ mà Nga đang kiểm soát đặc biệt là các vùng lãnh thổ ở Việt Nam. Đây không phải là lần đầu tiên Ukraine nói rằng nước này muốn xung đột kết thúc trước mùa đông. Cuối tháng 6, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói trong cuộc họp của nhóm cơ 7 rằng ông muốn thấy xung đột chấm dứt trước khi nhiệt độ xuống thấp. Để đạt được mục tiêu này, dân biểu Adam Smith tin rằng lực lượng Ukraine sẽ cần nhiều vũ khí hạng nặng hơn. Ông Smith nói với hãng tin AFI, AL hôm 23 tháng 7, khi vẫn đang ở kỳ dịp. Các hệ thống HIMARS đang thực sự rất có ích. Chúng tôi đã nhận thấy điều này từ tháng trước. Nhưng nếu chúng có đầu đạn tầm bắn xa hơn, thì phía Nga sẽ khó giấu vũ khí hơn. Đến thời điểm hiện tại, Mỹ đã cung cấp cho Ukraine 12 hệ thống pháo phản lực, phóng loạt, cơ động cao HIMARS. Tuần trước, ngũ giác đài thông báo kỳ sẽ nhận thêm 4 hệ thống loại này, nâng tổng số lên 16 chiếc. Tuy nhiên, ông Smith tin điều này là chưa đủ. Ông nói với truyền thông rằng cần gửi 30 hệ thống này tới Ukraine càng sớm càng tốt. Kính thưa quý vị, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 27 tháng 7 đã đề cử ông Andriy Kostin, một nghị sĩ thuộc đảng người phục vụ của nhân dân, vào vị trí tổng công tố của nước này. Tổng thống Zelensky đã đề nghị Quốc hội Ukraine bỏ phiếu thông qua quyết định bổ nhiệm ông Kostin vào vị trí kể trên. Ông Kostin sẽ thay thế bà Irina Venediktova, người đã bị loại khỏi chức vụ tổng công tố trong tháng này vì cáo buộc phản quốc. Ngày 17 tháng 7 vừa qua, Tổng thống Zelensky đã cách chức hai quan chức an ninh cấp cao nước này trong cuộc cải tổ chính phủ lớn nhất kể từ khi Nga bắt đầu cuộc xâm lược Ukraine cách đây gần 5 tháng. Ngoài bà Irina Vanedictova, người đứng đầu cơ quan an ninh Ivan Bakanov cũng bị cách chức. Theo Tổng thống Zelensky, nhà chức trách Ukraine đang điều tra hơn 650 trường hợp quan chức an ninh bị cáo buộc tội phản quốc. Kính thưa quý vị, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Andrey Ludenko hôm nay 27 tháng 7 cảnh báo thỏa thuận ngũ cốc với Ukraine có thể sụp đổ nếu trở ngại với xuất khẩu nông sản Nga không được dỡ kịp thời. Ông Ludenko cho biết các chuyến hàng ngũ cốc đầu tiên từ Ukraine sẽ sớm được rời cảng và ông hy vọng thỏa thuận ngũ cốc do Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian sẽ được duy trì. Tuy nhiên, ông cảnh báo thỏa thuận có thể gặp vấn đề và sụp đổ nếu những trở ngại đối với xuất khẩu nông sản của Nga không được táo dỡ, đồng thời với việc vận chuyển ngũ cốc Ukraine. Do hai văn kiện được ký cùng lúc, hơn 20 triệu tấn ngũ cốc Ukraine đang mắc kẹt tại các kho chứa do biển đen bị phong tỏa và con số này có thể tăng gấp nhiều lần vào vụ thu hoạch sắp tới. Nga và Ukraine cáo buộc lẫn nhau giải thủy lôi trên biển khiến tàu hàng không thể tiếp cận các cảng trong khu vực. Với vai trò trung gian của Thổ Nhĩ Kỳ, và Liên Hợp Quốc, thỏa thuận ngũ cốc được Nga và Ukraine ký ngày 2 tháng 7 tại thành phố Istanbul. Theo thỏa thuận, nhóm gồm các nhân viên Tổ Nhĩ Kỳ, Ukraine và Liên Hợp Quốc sẽ giám sát hoạt động chất hàng lên tàu tại cảng của Ukraine trước khi chúng di chuyển đi tuyến đường được vạch sẵn trên biển đen để qua eo biển Thổ Nhĩ Kỳ và xuất khẩu ra thế giới. Nga cam kết không tấn công bất cứ tàu hàng hoặc cảng nào tham gia sáng kiến vận chuyển ngũ cốc, đổi lại các mặt hàng lương thực của nước này cũng được dỡ bỏ hạn chế để xuất khẩu ra nước ngoài. Một ngày sau khi thỏa thuận được ký kết, Nga phóng tên lửa tấn công cảng Odessa. Trong khi đó, Ukraine nói rằng vụ tập kích của Nga không gây thiệt hại nghiêm trọng cho hạ tầng của cảng Odessa, sau địa điểm trúng tên lửa là một trạm nhiên liệu và là một kho chứa hũ cốc. Guy Platten, Tổng thư ký Phòng vận tải Biển Quốc tế, đại diện các hiệp hội chủ tàu, chiếm khoảng 80% đội tàu buôn thế giới, cho biết các tàu vận chuyển ngũ cốc khỏi Ukraine phải đối mặt với nhiều tình huống bất định do thủy lôi được giải ở Biển Đen. Kính thưa quý vị, sau khi chứng kiến các lực lượng Ukraine sử dụng thành công hệ thống HIMARS để chống lại quân Nga, một số quốc gia Đông Âu lo ngại về sự xâm lược của Nga đang tiến tới các thỏa thuận mua loại vũ khí này. Các quan chức quốc phòng ở Ba Lan, Latvia, Lithuania và Estonia đang trong quá trình mua hệ thống tên lửa cơ động cao HIMARS từ Mỹ. Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Mariusz Blaszczak hồi tháng 5 nói với Quốc hội rằng cuộc tấn công của Nga vào Ukraine là lời cảnh tỉnh nhằm mở rộng và hiện đại hóa quân đội của Ba Lan. Ngay sau đó, ông thông báo trên Twitter rằng ông đã yêu cầu từ Mỹ khoảng 500 bệ phóng M142 HIMARS và đạn dược. Ngũ Dược Đài thông báo vào ngày 15 tháng 7 rằng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã ký hợp đồng bán cho Estonia 6 hệ thống M142 HIMARS và các thiết bị liên quan trị giá ước tính 500 triệu đô la Mỹ. Thông báo của Washington nhấn mạnh rằng Estonia, cũng là một thành viên của NATO, và việc mua bán này sẽ giúp nước này ngăn chặn các mối đe dọa trong khu vực, đồng thời thúc đẩy lợi ích của Hoa Kỳ. Kustisam, Bộ trưởng Quốc phòng của Estonia nói với nhà đài nước này vào ngày 18 tháng 7 rằng, Nga có các căn cứ quân sự gần biên giới với các nước Baltic. Ông cho biết nếu Estonia được trang bị HIMARS thì nó sẽ khiến một cuộc tấn công của Nga tốn kém hơn nhiều, ông Sam nói. Nếu họ biết chúng tôi có thể tiêu diệt một số loại mục tiêu, họ sẽ phải bắt đầu tìm kiếm các giải pháp thay thế. Tuy nhiên, chúng tốn kém hơn đáng kể. Tấn công Estonia, các nước Baltic và NATO sẽ trở nên phức tạp và tốn kém hơn rất nhiều đối với kẻ thù. Theo Defense News, Latvia, một quốc gia Baltic và là thành viên của NATO, gần đây đã tiếp cận với Mỹ về việc mua HIMARS trong cuộc họp vào tháng 6 với Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin và những người đồng cấp của ông từ các nước Bà Tích, Bộ trưởng Quốc phòng Litva Avidas Anusaukas cho biết cả ba quốc gia đang tiến hành mua HIMARS. Ông nói Litva có kế hoạch ký một hợp đồng tương ứng trước cuối năm này. Philippines hủy thỏa thuận mua trực thăng của Nga Kính thưa quý vị, hãng tin AP ngày 27 tháng 7 dẫn các nguồn tin cho biết Philippines đã hủy thỏa thuận mua 16 trực thăng vận tải quân sự của Nga do lo ngại các lệnh trừng phạt của Mỹ. Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Rojana cho biết thỏa thuận 12,7 tỷ peso tương đương 227 triệu đô la Mỹ mua máy bay trực thăng Mi-17 của Nga đã bị hủy. Thỏa thuận mua trực thăng của Nga được Tổng thống Rodrigo Duterte phê chuẩn hồi tháng 6 trước khi ông mãn nhiệm vào ngày 30 tháng 6. AP dẫn lời ông Roenzana cho biết, chúng tôi có thể phải đối mặt với các lệnh trừng phạt. Theo ông Roenzana, giới chức an ninh Mỹ nhận được thông tin về việc Philippines muốn mua trực thăng của Nga và đã đề xuất trực thăng vận tải hạng nặng tương tự cho quân đội Philippines. Đại sứ Philippines tại Mỹ, Jose Manuel Romualdez, nói với AP rằng thỏa thuận bị hủy do Manila có thể đối mặt với các lệnh trừng phạt theo đạo luật chống lại kẻ thù của nước Mỹ thông qua trừng phạt. Theo thỏa thuận, mua 16 trực thăng Mi-17 được ký vào tháng 11 năm 2021. Lô trực thăng đa nhiệm đầu tiên dự kiến sẽ được bàn giao cho Philippines trong vòng 2 năm. Hồi tháng 3, khi được hỏi xung đột Nga-Ukraine có ảnh hưởng tới thỏa thuận này hay không, ông lozanna khi đó vẫn đang giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng Philippines, nói rằng Chúng tôi không thấy có khả năng thỏa thuận sẽ bị hủy bỏ vào lúc này. Kính thưa quý vị, hai nhà ngoại giao cao nhất của Đảng Cộng sản Trung Quốc là chủ nhiệm văn phòng đối ngoại Trung ương Dương Khiết Trì 72 tuổi và Ngoại trưởng Vương Nghị 68 tuổi đều đến tuổi nghỉ hưu. Vị trí thay thế họ đang là tâm điểm chú ý. Liệu sau đại hội 20, khi họ bị thay thế thì Đảng Cộng sản Trung Quốc có tiếp tục đường lối ngoại giao soi chiến? Tống Đào bị thất sủng ngày 2 tháng 6. Ban Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc thông báo ông Phó Văn Phòng Đối ngoại Trung ương Lưu Kiến Siêu sẽ thay Tống Đào làm trưởng ban liên lạc Trung ương. Ngày 23 tháng 7, theo đài VOA Mỹ, trước tháng 6 thì vị trí ứng viên hàng đầu thay thế ông Dương Khiết Trì luôn là ông Tống Đào. Nhưng sau khi quan chức này không còn giữ vai trò trưởng ban liên lạc đối ngoại Trung ương thì cũng đồng nghĩa không còn cơ hội kế nhiệm ông Dương. Chuyên gia về Trung Quốc và Đông Bắc Á tại Eurasia Group là Neil Thomas phân tích rằng trong tập niên cầm quyền của ông Tập cận bình, vị trí phụ trách bộ phận liên lạc đối ngoại của Tống đảo trở nên nổi bật hơn nhiều. Ông Tống có mối quan hệ gần gũi với ông Tập từ nhiều thập niên. Bộ phận liên lạc do ông phụ trách là kênh kết nối giữa hệ thống đảng và hệ thống chính phủ, chứ không phải vấn đề ngoại giao giữa các nước. Nhưng gần đây, ông Tống đã bị chuyển về hệ thống chính hiệp, thường là dấu hiệu đáng tin cậy cho thấy một quan chức sắp nghỉ hưu. Tuy nhiên, chủ biên trang ấn tượng Trung Mỹ và chủ nhiệm dự án Trung Quốc tại trung tâm Carter, một tổ chức phi lợi nhuận được thành lập vào năm 1982 bởi cựu Tổng thống Mỹ Jimmy Carter. Ông Lưu Á Vĩ nói với VOA rằng do ông Tống Đào thiếu kinh nghiệm trên trường quốc tế nên có thể ngay từ đầu đã không được vào ứng viên kế nhiệm ông Dương Khích Trì. Ông Lưu Á Vĩ nói rằng có vấn đề hạn chế trong kinh nghiệm công việc của ông Tống. Tống Đào không hoàn toàn giống với những nhà ngoại giao khác như là Ngọc Thành vì lúc bấy giờ Bộ Ngoại giao lựa chọn từ những cán bộ địa phương. Tất nhiên ông ấy cũng đã làm việc đó ở Phúc Kiến, sau đó đến Bộ Ngoại giao. Sau này khi được bổ nhiệm làm trưởng ban liên lạc trung ương, đã gây bất ngờ. Lúc đó mọi người đánh giá có lẽ là vì ông ấy có uy tín khá tốt. Dù thế, ông ấy lại không có nhiều cơ hội để thể hiện. Hôm 6 tháng 7, trang Nikkei cũng có bài phân tích cho rằng dựa theo lý lịch của ông Tống Đào, 67 tuổi, có thời gian dài làm trưởng ban liên lạc đối ngoại trung ương đảng và từng công tác ở phúc kiến thuộc cấp của ông tập cận bình là người có thể kế nhiệm tuy nhiên vào tháng 5 ông đã được chuyển sang một chức vụ khác báo hiệu sắp nghỉ hưu điều đó cho thấy ông tống có thể sẽ không còn là ủy viên bộ chính trị và chủ nhiệm văn phòng đối ngoại trung ương lưu kết nhất sẽ thay thế dương khiết trì một nhân vật khác là lưu kết nhất hiện trong vai trò chủ nhiệm văn phòng vấn đề đài loan cũng được cho là ứng cử viên hàng đầu thay thế cho ông Dương Kết Trì. Lưu Á Vĩ, em trai của tướng Lưu Á Châu, chính ủy của Đại học Quốc phòng cho biết. Ông Lưu Kết Nhất từng là đại sứ của Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc và hiện đang làm việc tại Văn phòng vấn đề Đài Loan. Lưu Kết Nhất gần 65 tuổi, đáp ứng tiêu chuẩn về tuổi để vào bộ chính trị. Tuy nhiên, Lưu Kết Nhất cuối cùng kế nhiệm Dương Kết Trì trở thành nhà ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc, đó sẽ là một tín hiệu từ tập cận bình cho thấy rằng Vấn đề Đài Loan sẽ tiếp tục là tâm điểm trong các vấn đề đối ngoại của chính quyền Trung Quốc. Trước đó, trang Nikkei có phân tích rằng sau khi loại bỏ khả năng ông Tống Đào lên thay, thì ông lưu kết nhất là ứng cử viên sáng giá nhất cho vị trí thay ông Dương Kết Trì. Người này không những đáp ứng tiêu chuẩn về tuổi mà còn từng qua nhiều vai trò liên quan như là đại diện thường trực của Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc, phó ban liên lạc đối ngoại Trung ương và trợ lý ngoại trưởng. Người kế nhiệm ông Vương Nghị còn bỏ ngỏ Ông Lạc Ngọc Thành, từng là thứ trưởng số 1 của Bộ Ngoại giao, từng được xem là ứng viên hàng đầu để thay thế ông Vương Nghị. Nhưng tháng 6 năm nay, ông Lạc Ngọc Thành, người từng nói rằng quan hệ Trung Nga sẽ không ngừng phát triển, đã bất ngờ bị chuyển khỏi hệ thống ngoại giao sang làm phó cục trưởng cục quản lý nhà nước về phát thanh, điện ảnh và truyền hình. Có nhận định tin rằng động thái đó cho thấy quan hệ Trung Nga là có giới hạn. Hiện tại chưa thấy rõ ai sẽ kế nhiệm chức ngoại trưởng của ông Vương Nghị. Chuyên gia Lưu Á Vĩ cũng nói rằng sau khi ông Lạc Cọc Thành rút khỏi cuộc cạnh tranh cho vị trí ngoại trưởng thì không rõ ai sẽ nổi lên. Ba thứ trưởng đương nhiệm là Mã Triều Húc, Tạ Phong và Đặng Lịch dường như còn non kinh nghiệm và không có tướng ngoại trưởng. Ông Lưu Á Vĩ nhận định cũng có thể chơi bài ngược lại với lẽ thường và tìm người từ bên ngoài hệ thống ngoại giao làm ngoại trưởng. Tuy nhiên, chàng Nicky có phân tích cho rằng các tứ trưởng ngoại giao đương nhiệm như Mã Triều Húc, Tạ Phong và Đặng Lịch hiện nay đều có cơ hội cạnh tranh chức ngoại trưởng. Trong đó phải kể Mã Triều Húc từng là đại sứ tại Úc, đại diện thường trực của Văn phòng Liên Hợp Quốc tại Geneva và các tổ chức quốc tế khác tại Thụy Sĩ. Với kinh nghiệm dày dặn trong các cuộc đàm phán đa phương, quan chức này có thể là ứng viên sáng nhất trong vai trò giúp Đảng Cộng sản Trung Quốc nâng cao vị thế quốc tế. Thưa quý vị, mục tin thế giới tối của DKN TV đến đây xin tạm dừng. Quý vị có thể đăng ký email để nhận thông báo về các bản tin quan trọng hàng ngày của DKN News. Quý vị cũng có thể theo dõi kênh DKN News trên chat một mạng xã hội bảo mật và tôn trọng người dùng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.